Tiếp tục với phần bài tập về giải phương trình lượng giác, bài 13. Giải phương trình sau: 4 sin t trừ cho 3 bằng 0. Người ta cho t lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 360 độ. Vậy nghĩa là người ta cho t chạy trong một vòng tròn thôi, từ 0 cho đến 360 độ. Đó là vòng tròn đầu tiên đi theo chiều dương. Để giải phương trình, ta ghi lại bài này như sau: 4 sin t trừ 3 bằng 0. Ta chuyển trừ 3 sang phía bên tay phải là cộng 3. Vậy phương trình tương đương với 4 sin t bằng 3. Ta chia hai vế của phương trình cho 4. Vậy ta được phương trình tương đương với sin t bằng 3/4. Ta biết sin và cos đều có những giá trị đặc biệt như sau, rất là dễ nhớ, đó là cộng trừ căn 1 trên 2, tức là cộng trừ 1/2, cộng trừ căn 2 trên 2 và cộng trừ căn 3 trên 2. Đó là những giá trị đặc biệt của sin và cos. Ở đây, ta có sin t bằng 3/4. Như vậy, 3/4 không phải là giá trị đặc biệt. Vậy ta phải dùng máy tính, để tìm cái góc t. Ta dùng máy tính, ta bấm như sau, bấm máy với cái ký hiệu trên cái nút bấm là sin trừ 1. Sin trừ 1 và ta đánh 3/4 vô. Ta có, tức là hàm ngược của sin. Hàm ngược của sin có giá trị là 3/4. Vậy ta được một cái góc là 48.6 độ. Cái góc đó nó nằm trong cái khoảng từ trừ 90 độ cho đến 90 độ. Tại sao ta có cái t trong khoảng từ trừ 90 độ đến 90 độ? Vì hàm ngược của sin, nha, nhắc lại, hàm ngược của sin thì cái góc phải là từ trừ 90 độ lớn hơn hoặc bằng trừ 90 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Tại sao ta có cái điều kiện này? Đây là phần lý thuyết. Các bạn xem lại phần lý thuyết nha. Đối với hàm ngược của sin thì cái góc của nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 90 độ hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Để dễ hình dung, ta vẽ vòng tròn lượng giác ra cho các bạn xem. Đây là vòng tròn lượng giác. Tại vị trí này, đó là giao điểm của sin và cos tại 0 và cũng là tâm của vòng tròn. Và tại điểm này là 0 độ của vòng tròn. 1/4 vòng tròn là 90 độ. Nửa vòng tròn là 180 độ. 3/4 vòng tròn là 270 độ. Và nguyên một vòng tròn là 360 độ. Ở đây tôi nhắc lại rất chậm cho các bạn nào chưa nhớ về vòng tròn lượng giác. Và ta có cái giá trị sin t bằng 3/4, tức là giá trị dương. Như vậy, nó nằm ở phần dương của trục sin. Cái giá trị của nó nằm ở phần dương của trục sin. Vậy ta vẽ giá trị của nó là 3/4 ra. Đây là giá trị 3/4. Tại đầu mũi tên, ta vẽ vuông góc với đầu mũi tên đụng phải vòng tròn lượng giác cho phần tư thứ nhất. Và vẽ về tâm. Ta có cái góc đầu tiên là góc màu xanh dương. Góc này là 48.6 độ. Ta vừa bấm máy ra là 48.6 độ. Vậy suy ra T1 bằng 48.6 độ, tức là cái góc đầu tiên đó. Ngoài ra, ta còn có góc thứ hai nằm ở phần tư thứ hai của vòng tròn lượng giác. Ta cũng vẽ ngay tại đầu mũi tên, đụng phải vòng tròn lượng giác cho phần tư thứ hai và đi về tâm. Ta có góc thứ hai tính từ 0 cho đến đường màu vàng này. Đó là cái góc thứ hai. Góc này bằng bao nhiêu? Góc này bằng 180 độ trừ cho cái phần này là 48.6 độ, vì cái phần phía bên tay trái bằng với phần phía bên tay phải là 48.6 độ. Vậy ta được một góc là 131.4 độ. Hay góc thứ hai T2 bằng 180 độ trừ cho 48.6 độ, ta được là 131.4 độ. Xin lỗi các bạn nha, tại vì cái máy sưởi nó đang hoạt động nên nó hơi ồn một tí xíu.
Tại mùa này ở bên đây lạnh lắm, lạnh dưới 0 độ C đấy, nên máy sưởi ở trong tiệm nên nó hơi ổn một tí xíu. Rồi, nếu tiếp tục trở lại bài. Như vậy ta có hai nghiệm, nghiệm thứ nhất là 48.6 độ và nghiệm thứ hai là T2 bằng 131.4 độ. Ở đây ta có máy tính nên ta bấm máy ra được chính xác độ của nó, chính xác độ của nó. Còn nếu các bạn nào không có máy tính thì mình phải làm như thế nào? Nếu các bạn không có máy tính thì mình ghi như sau. Nếu không có máy tính ta có thể ghi như sau. T1 bằng, mình có thể ghi là sin trừ 1 3/4. T1 bằng sin trừ 1 3/4 hay là mình ghi arc sin 3/4 cũng được. Hai cách ghi khác nhau, cách ghi ở trên và cách ghi ở dưới tuy ghi khác nhau nhưng cùng ý nghĩa. Vậy T1 bằng arc sin 3/4. Hay T2 bằng 180 độ trừ cho arc sin 3/4. Tức là cái này nè, là arc sin 3/4. Nếu các bạn không có máy thì các bạn có thể ghi như vậy. Và đến đây ta đã giải xong bài 13. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác nha. Tiếp tục với phần bài tập về giải phương trình lượng giác bài 14. Giải phương trình sau: sin t trừ cho 3 bằng 5 sin t. Người ta cho t lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 360 độ. Để giải phương trình này ta cũng ghi lại như sau. Sin t trừ cho 3 bằng 5 sin t. Ta chuyển sin t sang phía bên tay phải là trừ sin t. Như vậy phương trình tương đương với 5 sin t trừ cho sin t bằng trừ 3. 5 sin t trừ cho sin t ta được 4 sin t. Như vậy phương trình tương đương với 4 sin t bằng trừ 3. Và ta chia hai vế của phương trình cho 4. Như vậy phương trình tương đương với sin t bằng trừ 3/4. Ta biết trừ 3/4 không phải là giá trị đặc biệt. Trừ 3/4 không phải là giá trị đặc biệt. Sin và cos đều có những giá trị đặc biệt như sau. Đó là cộng trừ căn 1 trên 2, tức là cộng trừ 1/2. Cộng trừ căn 2 trên 2 và cộng trừ căn 3 trên 2. Đó là những giá trị đặc biệt. Nhắc lại, đó là cộng trừ 1/2, cộng trừ căn 2 trên 2, cộng trừ căn 3 trên 2. Tại sao ta ghi cộng trừ 1 ở đây? Cộng trừ căn 1 trên 2 là vì để cho các bạn dễ nhớ cộng trừ căn 1 trên 2, cộng trừ căn 2 trên 2, cộng trừ căn 3 trên 2. Nhắc lại nha, sin và cos đều có 3 giá trị đặc biệt, đó là cộng trừ căn 1 trên 2, cộng trừ căn 2 trên 2, cộng trừ căn 3 trên 2. Hay là cộng trừ 1/2, cộng trừ căn 2 trên 2, cộng trừ căn 3 trên 2. Đó là những giá trị đặc biệt. Trừ 3/4 không phải là giá trị đặc biệt, như vậy ta phải dùng máy tính để bấm ra. Bấm máy sin trừ 1 trừ 3/4. Ở trên máy tính ta có thấy cái dấu của nó là sin trừ 1. Vậy ta bấm sin trừ 1 với bấm thêm trừ 3/4, nghĩa là sin của một góc T, sin của góc T có giá trị là trừ 3/4. Vậy góc T bằng bao nhiêu? Khi ta bấm máy ta được cái góc của nó là trừ 48.6 độ. Tại sao ta có cái góc là trừ, dấu trừ ở đây? Tại vì ta có T lớn hơn hoặc bằng trừ 90 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Cái này là T của hàm ngược nha. Nhắc lại, ở đây là T của hàm ngược của sin. Thì là lớn hơn hoặc bằng trừ 90 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Ở đây là T đề bài người ta cho. Mình phải kiếm cái góc T trong khoảng này. Còn mình, ở đây là hàm ngược của sin. Mà tại sao ta có T trong khoảng từ trừ 90 độ đến 90 độ? Là vì cái điều kiện của hàm ngược, đó là phần lý thuyết của hàm ngược của sin. Các bạn nên xem lại phần lý thuyết một tí xíu. Nếu các bạn có thể coi cái phần hàm ngược lượng giác thì các bạn sẽ thấy đó là hàm ngược của sin là trong khoảng từ trừ 90 độ đến 90 độ, và hàm ngược của cos và hàm ngược của tan, vân vân. Ở đây nhắc lại,
Đây là hàm điều kiện của hàm ngược của sin. Để dễ hình dung, ta vẽ vòng tròn lượng giác ra cho các bạn xem. Đây là vòng tròn lượng giác được vẽ theo độ. Tại vị trí này, đó là giao điểm của sin và cos tại 0, cũng là tâm của vòng tròn. Và tại vị trí này, bắt đầu 0 độ từ đây, và đi 1/4 vòng tròn là 90 độ, nửa vòng tròn 180 độ, 3/4 vòng tròn là 270 độ, và đầy đủ một vòng tròn trở lại vị trí đầu tiên là 360 độ. Người ta cho T lớn hơn hoặc bằng 0 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 360 độ, tức là cái vòng đầu tiên là mình đi theo chiều dương. Đây là vòng đầu tiên đi theo chiều dương, tính từ 0 đi kết thúc một vòng. Mà ta có sin T bằng -3/4. Sin T bằng -3/4, tức là nó nằm ở phần âm của trục sin. Ta vẽ giá trị -3/4 ra. Đây là giá trị -3/4. Và tại đầu mũi tên, ta vẽ vuông góc với đầu mũi tên, đụng phải vòng tròn lượng giác. Và đi về tâm. Ta có cái góc tính từ 0 cho đến đường màu vàng. Tính từ 0 cho đến đường màu vàng, đó là cái góc -48.6 độ. Nhắc lại, tại sao ta có dấu trừ ở đây? Vì cái điều kiện của hàm ngược là từ -90 độ cho đến 90 độ. Đây, ta vẽ cái cung của cho các bạn xem. Cái cung của điều kiện đây là từ -90 độ cho đến 90 độ. Ta lấy luôn cái điểm -90 độ là vì nó có dấu bằng. Ta vẽ vòng tròn ở đây cho các bạn thấy cái điểm tròn ở đây. Và ta lấy luôn cái điểm 90 độ là vì có dấu bằng ở đây. Nên tôi vẽ một cái điểm tròn ở đây cho các bạn. Tức là khi mình bấm máy thì nó sẽ, cái góc nó chỉ nằm ở trong cái cung này thôi. Cái cung màu xanh lá cây này thôi. Và cái cung màu xanh lá cây đó thì cái góc của nó là -48.6 độ. Tính từ 0 cho đến đường màu vàng này. Đó là theo chiều là -48.6 độ. Còn về độ lớn thì nó là 48.6 độ. Về độ lớn nó là 48.6 độ. Nhưng mà người ta nói mình kiếm T trong khoảng từ 0 cho đến 360 độ. Tức là mình tính từ 0 ở đây đi cho đến đường màu vàng này. Như vậy, cái góc T của nó là mình lấy 360 độ. 360 độ trừ cho cái đoạn này về độ lớn nha. Cái cung này về độ lớn là trừ cho 48.6 độ. Thì ta được là 311.4 độ. Vậy, T1 bằng 360 độ trừ cho cái độ lớn là 48.6 độ. Đúng không? Thì ta được 311.4 độ. Lấy một vòng tròn là 360 độ trừ cho cái độ lớn là 48.6 độ. Thì, tức là mình đi ngược lại đó, 48.6 độ. Thì mình được là 311.4 độ. Đó là cái T1, là cái góc đầu tiên mình kiếm. Và cái góc thứ hai cũng vậy. Mình ngay tại đầu mũi tên, vẽ vuông góc với đầu mũi tên, đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm. Và ta có góc thứ hai tính từ 0 cho đến đường màu vàng này. Đó là cái góc màu xanh lá cây. Góc này bằng bao nhiêu? Góc này bằng bao nhiêu? Ta biết ở phần này, từ đây cho đến đây là về độ lớn là 48.6 độ. Từ đây đến đây nha. Như vậy cái góc của nó là 180 độ cộng cho thêm 48.6 độ, mình được là 228.6 độ. Như vậy T2 bằng 180 độ cộng cho 48.6 độ bằng 228.6 độ. Vậy đến đây ta đã kiếm được hai góc. Ta có hai góc là 311.4 độ và 228.6 độ. Thỏa mãn điều kiện của T trong khoảng từ 0 cho đến 360 độ. Và đến đây ta đã kết thúc bài 14. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác nha.